Mến chào cô chú anh chị đã trở lại với kênh của Hoa Kiển Trúc Ly nha. Hôm nay là ngày 31 tháng 7 năm 2023 nha cô chú anh chị. Vườn con tiếp tục lên một lô hoa giấy nha. Giá là vườn con bao ship gửi tận nhà cho cô chú anh chị mình luôn. Hôm nay con sẽ quay khoảng 10 cây. Số điện thoại đặt hàng của vườn con là 0358 899 853. Cô chú anh chị mình theo dõi mà thấy ưng ý khi nào thì cứ alo số điện thoại của con nha. Hoặc là kết bạn Zalo con thể chụp hình gửi thêm á. Vườn thì ở Lấp Vò Đồng Tháp nha cô chú anh chị. Con sẽ đi vào từng cây luôn. Sẽ đi vào cây số 1. Mã số 1 này là một em Sophia nha. Sophia cái loại này hoa chuyển màu rất là đẹp luôn. Nhưng mà lưu ý là cành nhánh nó già, nó khằng khằng, nó sẽ cho hoa nha. Tại vì hoa chuyển màu á là nó không có được xuyên hoa như các loại khác. Mình phải cho cành nhánh nó thiệt là già nó mới cho hoa. Tất cả các loại hoa chuyển màu đều vậy hết. Cây này thì lấy bo khá là tốt luôn nè. Sophia này lấy bo khá tốt luôn. Đây, bo nó rất là ngon luôn. Mướt rượt luôn á. Nha. Cây này đã cắt tàn một lần rồi, đã liền da rồi nha cô chú anh chị. Cái mắt kiếp nó đã liền da. Mã số 1 này hoành 13 và cao 75. Đây là gốc đế nha. 280.000 cây này nha cô chú anh chị. Cây thì phân tổng cộng nó có 5 nhánh nha. Đây 3, 2, 3, 4. Đây một nhánh nữa là 5. Mã số 1 Sophia 280.000. Đây. Cây số 2 là cây cái loại này là hồng Singapore. Đây. Hoa màu hồng. Cái loại này nó cũng khá xiên hoa nha quý anh chị. Dấu cắt tàn nè. Mới cắt tàn là nó chuẩn bị ra hoa đợt mới nha. Cây này siêu rẻ luôn, cây thân một cốt đi lên, hoành 9 và cao 90. Mã số 2 này 200.000 nha. Đây, cây thân một cốt đi lên như thế này, 200.000 bao ship mã số 2. Hồng xin nha, hồng Singapore. Qua cây mã số 3. Mã số 3 này là một em cẩm thạch tím tuyết nha cô chú anh chị. Cây này mới vặt một đợt hoa cũ bỏ là bắt đầu nó tim nụ mới rất là nhiều. Cái loại này mưa gió bập bùng gì nó cũng nó không có bị rụng nụ. Đây nè. Đây là nụ nhỏ rất là nhiều luôn, hõm rầy mưa rất là nhiều luôn mà nụ nó như thế này. Nụ chùm chùm luôn á. Cây tàn đẹp luôn nha cô chú anh chị. Mã số 3 này hoành 15 và cao 70. Cây này 300.000 bao ship nha. Đây là gốc đế. Cây phân 4 nhánh đi lên như thế này. Để nó dán như, giống như dán bài bài vậy đó. Mã số 3, một cây mầm cẩm thạch tím tuyết 300.000 bao ship. Dán rất là đẹp nha. Mã số 4 này là một cây kép phớt hồng nha cô chú anh chị. Kép loại này là kép chùm á, hoa kép chùm, hoa là hoa phớt hồng. Cũng khá là sai hoa nha, cái loại này là hoa chùm chùm luôn á. Đây. Cây này mắt kép nó đã liền da nha. Đây. Mắt kép này nó muốn to bằng cái thân kép luôn á. Mã số 4 này hoành 15 và cao 1m. Cây này cũng 300.000 bao ship luôn nha. Đây là gốc đế. Cây thân một cốt đi lên nha cô chú anh chị. Cây mã số 4. Cây kép phớt hồng thân một cốt. 300 bao ship. Qua mã số 5. Quả số 5 này là một cây giống cũng mới luôn. Cây chi tra ai. Chi tra ai nha, dòng hoa chuyển màu nha cô chú anh chị. Mã số 5 này hoành 9 và cao 50.
Cây này nó có cái sẹo ở đây nè, cho nên con sale rẻ cây này 160.000 bao ship. Chuẩn giống nha, cây này là con lấy để con làm giống á. Chuẩn giống, chuẩn mặt hoa luôn nha cô chú anh chị. 160.000 mã số 5, một cây chi tra ai. Tiếp tục mã số 6 là một cây Azuna. Những cái đọt như thế này lên màu rất là tốt nè. Mặt hoa Azuna nha. Azuna tiếp tục làm các dòng chuyển màu nha. Ở này vườn con cũng sưu tầm cái dòng chuyển màu để cho cô chú anh chị mình dễ sưu tầm nha, đa dạng giống cho cô chú anh chị mình dễ sưu tầm nha. Mã số 6 này hoành 14 và cao 75. Đây là gốc đế rất là đẹp như thế này. 280.000 mã số 6 nha. Cái phân ba nhánh đi lên, một cây Azuna nha cô chú anh chị. Cây mã số 7 là một cây tím tiết siêu hoa. Đang có mặt hoa luôn nha cô chú anh chị. Đây, tím tuyết siêu hoa, tàn đẹp luôn nha. Mã số 7 này hoành 11,5 và cao 75, 250.000. Gốc đế rất là cưng như thế này. Đây. Đế nó đặc nha. Tím tiết siêu hoa 250.000 nha cô chú anh chị. Con sẽ qua cây số 8. Cây số 8 này là cây kép vàng, dành cho cô chú anh chị mà thích dòng kép á, mà kép vàng nha. Cây này bo nó khá là mướt luôn, cô chú anh chị mình thích về lấy bo rất là ok nha. Cây kép vàng, đây, bo nó mướt ruột như thế này, về ghép được liền luôn á nha. Mã số 8 này hoành 17,5 và cao 75, 300.000 bao ship cây này nha. Một cây phân 5 nhánh đi lên, chuẩn mặt hoa cho cô chú anh chị mình luôn nha. Đây, kép vàng mã số 8, 300.000 bao ship. Còn tới cây số 9. Cây số 9 là một cây Yellow Fantasy, là một cây hoa màu vàng lá đớm. Ai dành cho cô chú anh chị mà thích hoa vàng á, cái lá nó cũng lạ lạ hơn ta nha. Lá nó rất là đẹp như thế này. Đây. Cây này hoành 16 và cao 45 nha cô chú anh chị. Đây là gốc đế, 250.000 cây này nha. Hoành 16 và cao 45, một cây hoa màu vàng fantasy nha. Cây cuối cùng cũng là cây số 10 nha cô chú anh chị. Cây cuối cùng này là một cây màu hồng Singapore. Cây này chỉ cần ngắt một đợt hoa cũ bỏ là tiếp tục nó ra hoa đợt mới nha. Loại này nó cũng dễ cho hoa lắm luôn. Đây là bộ tàn nè, tàn rất là tròn, tàn rất là dày luôn. Mã số 10 này hoành 12 và cao 85. Đây là gốc đế mã số 10 nha cô chú anh chị. Cây này 250.000. Hôm nay cũng có 10 cây, cô chú anh chị mà sưu tầm được cây nào thì cứ alo số điện thoại của con nha. Rất là cảm ơn cô chú anh chị đã ủng hộ vườn con thời gian vừa qua luôn.